Để làm mặt nạ thì bạn nên tạo layer mới đúng không? Đặt đặt trên layer 2 nha. Được chưa? Sau đó con chỉ cần click phải chọn cái thế. Trên đây là layer 2 đúng không? Bây giờ layer 1 đúng không? Layer 1 là cái nền con nhìn thấy không? Còn layer là cái mặt nạ đúng không? Mặt nạ là gì? Mặt nạ là cái dùng khép kín. Cái đối tượng mặt nạ và cái hình này chút nó sẽ lấy phần giao nhau đúng không? Cụ thể là click lên mặt nạ chọn chữ gì con? Vậy có cái gì thôi thì lập tức con thấy nó làm sao nó chè hết đúng không, chè hết rồi thì nó dết một hồi lại ha. Thầy chọn cái mặt nạ này cho di chuyển thì nó hiểu không, lướt phải còn last stream nha. Sau đó tại thời điểm ví dụ này nói là 70 đi ha, nghe mấy con F6 đúng không, thì di chuyển nha. Thì tại điểm 30 thì kéo đến đây. À, điểm 70 kéo vô vô đây, insert đây một cái keyframe đi đúng không, thì tại điểm này cho vô đây, tại điểm cuối cùng cho bự ra đó. Ý tưởng nè là ở đây chạy vô giữa đúng không, sau đó giữa chạy bung bự ra hiểu không. Bây giờ chúng ta mát nó được không, đứt phải chọn gì mát rồi thì con thấy là cái tôi kiểm tra nè đó, con thấy chạy vô rồi. Giữa bung ra nè, hiểu không ta, tiếng nhãn không, ở nhiều đây muốn cho nó dừng lại xíu cho bà con lại coi thì insert frame là được rồi đó. Thì thấy ứng dụng của mặt nạ rất là hay đó, anh muốn cho chuyển động kiểu gì tùy cả nhà hiểu không ta. Rồi mặt nạ, bây giờ cái mặt nạ nó còn dùng rất là nhiều thứ. Bây giờ thầy sẽ làm ứng dụng, nó làm có một cái bài tập. Thì nghe nói là thầy copy một cái banner bỏ vô đây cho con, lý do là cái Photoshop thầy đang bị hư, thầy không có cài được, hiểu chưa? Thầy chưa cài kịp, cài vô là nó báo rác gì đó văng ra, thầy cài máy cũng văng ra đó, hiểu không? Thầy đang sửa máy rồi, thầy quay quần mấy ngày rồi. Tới giờ chuyện nó tính sao, bây giờ thầy sẽ nhấn render, thầy bắt nguyên một cái banner của cái trang web, hiểu không con? Vậy thầy sẽ yêu cầu con làm một cái trang giống như vậy nè, nhưng mà con làm đàng hoàng, đầu tiên con làm bằng photo vậy Photoshop, con thích banner này con lấy banner khác, hiểu không? Con làm banner đưa đẹp cho thầy, sau đó trên banner này con sẽ làm cái logo đó làm sao có ánh sáng chạy qua, và trên chiếc xe này con sẽ làm ánh sáng chạy qua cho thầy, hiểu không con? Hiểu yêu cầu chưa? Bây giờ thầy sẽ làm cho con coi đúng không, nhưng mà sau đó con sẽ làm lại là con làm đàng hoàng từ đầu đến đuôi chứ không có lấy một cái hình giống thầy nha, hiểu không con? Tức là con làm bên vô số sau đó nghiêm bọt giống giờ mình làm nhiều rồi mà, con hiểu không vậy? Rồi giờ thầy sẽ làm một cái logo như thế này nha, đúng không? Rồi thì máy này không có xô xốp, không xử lý được thì tạm thời thầy làm cái chữ Honda là chữ Emblem gì đây, đây là ở đây là đơn giản thôi nha. Thì con làm cái logo cho thầy nha, rồi hiểu ý chưa? Thì khóa lớp lại nha, không đụng chạm tới nó, tạo layer mới. Thầy sẽ làm chữ Honda nha. Thầy nhìn nè con, quét khói ba lần. Rồi bây giờ thấy cho nó đậm lên đấy. Chứ Honda này tạm thời thì sẽ cho nó một cái màu màu xám. Rồi các bạn nghe nói nha, cái hình ở dưới á, cái bên rào dưới cái nguyên cái banner dưới nó mang tính minh họa thôi, cái đó con phải tự làm nha, hiểu chưa? À, bài này là điểm là lấy đóng điểm giai đoạn vậy đó, giai đoạn một có hiểu không con, nên là con phải đầu tư vô nha, hiểu chưa? Con làm cái này được mà, cái này em Photoshop học rồi mà đúng không? Ừ, bây giờ thầy làm tiếp nè, giờ thầy làm cho cái chữ Honda có ánh sáng chạy qua, mà ứng dụng cái gì để làm con? Mặt nạ, hiểu chưa? Nhìn nè, thầy vào modify chọn convert to sim gì symbol. Thôi tập trung đi con coi thì chút về con đỡ cực, hiểu chưa? Con coi thì chút về con coi cũng mệt, hiểu chưa? Giờ con coi có bạn có bè vui,
kình qua cái chữ Honda sang chữ gì con? Sang symbol, rồi mình chọn dạng clip nha. Đánh cho là logo. Như vậy. Logo đúng không con? Chương cũng chưa hay đánh sai bài đó. Rồi. Đánh clip vô. Cái gì vậy? Chữ đâu? Đi ra ngoài coi. Chữ đây đúng không? Đánh clip vô cái symbol này. Chữ đâu con? Cái gì vậy? Điên rồi hả? Lít vô đây là đúng không? À cái màu nó trùng với màu kia đúng không? Tạm thời thì cho thành màu đen luôn, hiểu chưa? Tạm thời cho màu đen thì mình muốn đổi màu gì đổi sao ha, để cho thấy rõ đúng không? Thì tạo cái layer mới nè để làm cái ánh sáng chạy qua nè, không có dễ đâu nha, khó lắm đó. Để làm ánh sáng đúng không? Thì làm như sao? Đầu tiên vẽ nó xong, trong đó vô bản màu ra đi ăn. Thầy sẽ cho kiểu tô màu thẳng các bạn. Màu thẳng nha. Thì cái đầu này nè thì cho màu trắng. Cái đuôi này nè màu trắng, cái giữa màu trắng. Nhưng mà hai đầu thì giảm anh pha xuống. Rồi kiểu tô thẳng nha. Cái này kiểu tô tròn đúng không? Giờ kiểu tô thẳng mà linear. Rồi đã hiểu chưa, hiểu không con? Cái này nè thì kinh vợt nó sang mui clip đi ha, đặt tên là ánh sáng đúng không? Đấy như vậy khi nó là mui clip rồi thì chỗ filter này mình add cái blur vô được, hiểu không? Nếu bình thường nó không có hiểu, nó không có hiệu ứng này, hiểu không con? Nó là mui clip thì mới có blur, hiểu không ta? Rồi xong thì sau khi nhập blur là cũng tăng cái con số lên thì con thấy cái ánh sáng nó bị nhòe đi đúng không? Hiểu không? Nó mềm mại hơn vậy thôi chứ không có gì hết. Giờ thì sẽ cho ánh sáng chạy đi nhìn nè. Thời điểm đầu tiên thì cho ánh sáng ra góc trái đúng không? Bài chọn last setting như nãy nha con, nhớ không? Tại RAM số 25-30 gì đó thì cho insert RAM. Insert RAM. Và cho nó chạy ngang. Có hiểu ý không? Chạy không coi, giờ thì chưa ra gì đâu. Tức là mình muốn cái ánh sáng nó chạy trong cái chữ á. Cái này con coi mấy mũ quảng cáo trên TV thấy hoài nhớ không? Đó mà thấy không? Nó chạy, nó nằm ở trong đó, đó chứ không phải nằm ngoài, nó ngoài thì không gì để bàn hết đó, đúng không? Để làm được chuyện đó thì mình ứng dụng mặt nạ làm là hay lắm, con nhìn nè. Thấy chưa? Cái chữ là nằm dưới phải không? Ánh sáng nằm trên nhớ không? Chúng ta phải đặt tên cho con thấy nè, cái này test nè. Ở trên đó cái gì vậy? Ở trên đây là cái gì? Sáng đúng không? Rồi bây giờ nè thầy chọn cái chữ nha, thầy copy một cái nha, cần cho anh gì con rồi. Rồi nhìn nè, tại sao thầy làm vậy thì con coi từ từ ha. Lúc phải bây giờ thầy chọn chữ gì đó mát đúng không? Nó chưa không có ra nổi đâu, nó không có ra đâu, nhưng mà phải làm từng bước cho con thấy. Con chạy thì con thấy kết quả nè. Gì vậy? Rát ra luôn rồi, đúng không? Máy thì nó bị lỗi.